Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây. Bây giờ mình sẽ làm một cái video về trưng bày dầu ăn mezan, dầu ăn simli, dầu ăn mezan đậu nành nhé các bạn. Đây là kệ trưng bày của cửa hàng nhà mình. Hôm nay mình sẽ nói rõ về cái chương trình trưng bày đầu kệ của bên hãng dầu ăn mezan simili này nhé các bạn. Bên dầu ăn mezan hoặc simili thì một năm họ sẽ làm trưng bày cho các bạn làm 110.000 đồng trên một tháng nhé các bạn. Và bên mezan này họ sẽ làm bắt đầu làm là từ đầu năm. Vì vậy có một số bạn có hỏi mình muốn bên hãng dầu này làm trưng bày cho cửa hàng của các bạn ấy, nhưng mà vì cũng gần hết năm và cái chương trình của họ thì họ làm là đầu năm, bắt đầu làm là từ khoảng tháng 2, tháng 3 đấy, họ sẽ đăng ký và họ sẽ lấy lên danh sách, họ lấy mã số thuế này, lấy số gọi là những nhà nào mà có giấy đăng ký kinh doanh thì mới được làm chương trình của bên hãng dầu này nhé các bạn. Nên là các bạn nào khi mở cửa hàng mà không có giấy đăng ký kinh doanh mà muốn làm trưng bày của cái sản phẩm dầu ăn mezan hoặc mezan này, dầu ăn simli, thì các bạn nên để ý đến cái vấn đề giấy giấy đăng ký kinh doanh nhé các bạn. Vì họ chỉ làm cho những cửa hàng có mã số thuế trên hệ thống thuế của nhà nước thôi. Nên là các bạn nên chú ý về cái vấn đề đấy. Hôm nay là tháng cuối mà mình nhận được cái chương trình trưng bày của đầu kệ này. Họ đã thông báo và mình đã ký vào cái giấy nhận tiền hàng tháng ấy các bạn. Bên dầu ăn mezan thì thường thì nó có dầu ăn simli gạo nứt này, có dầu ăn simli đậu nành và dầu ăn mezan đậu nành, dầu ăn mezan gold. Trong các cái hàng này thì có hàng cao hơn, đấy là hàng 2 lít, 5 lít và 10 lít. Hiện tại cái dầu ăn mà bên cửa hàng mình đang bán, giá đợt này nó cũng khá là cao. Với chai dầu ăn simli hiện tại ở khu vực của mình, họ đang bán dao động từ 55.000 đến 56.000 nha các bạn, là chai dầu 1 lít nha các bạn. Dầu ăn gạo lứt thì cũng vậy, cũng tầm giá đấy. Dầu ăn tiếp theo là dầu ăn mezan. Bên dầu ăn này còn có cả dầu ăn Neptune nhé các bạn. Neptune cũng của hãng dầu ăn simli và mezan này luôn. Cái giá của dầu ăn Neptune này, dầu ăn simli gạo lứt và dầu ăn simli đậu nành thì cũng sàn sàn như nhau nhé các bạn. Và cái giá của mezan đậu nành này sẽ rẻ hơn cái giá đậu nành simli vì chất lượng và cái màu của nó sẽ khác nhau. Đấy, các bạn để ý ra. Cái màu hai cái sản phẩm đều là dầu đậu nành, nhưng mà cái màu của bên simli nó vẫn cứ là chất lượng hơn. Đấy, cái màu nó sẽ vàng sánh hơn cái màu của mezan đậu nành nha các bạn. Cái màu của bên này nó sẽ thấm, gọi là màu nó sẫm hơn. Thì đấy là cái chất lượng nó sẽ kém hơn một chút. Vì giá thành nó rẻ hơn những tận 10.000 đấy các bạn. Hiện tại thì cái dầu mezan đậu nành này ở khu vực mình thì dao động vào cái giá là khoảng 45 đến 47.000. Tùy cửa hàng nhé các bạn. Cái mức rẻ cuối cùng đấy là cũng không hẳn là rẻ lắm đâu, mà là ở trong phân khúc gọi là nhiều người dùng nhất, đấy là mezan gold.
Metangold này hiện tại ở khu vực mình đang bán dao động là 42 cho đến 44 tùy cửa hàng. Nhưng thấp nhất thì họ sẽ bán ra 42. Còn bên ngành bên cái hãng này thì còn có một cái phân khúc là rẻ hơn nữa. Đó là một số các cái dầu ăn ô chip nha các bạn. Đây, ô chip này. Ô chip này. Đây là phân khúc gọi là rẻ nhất của bên Meza của cái sản phẩm hãng dầu ăn này. Ô chip và cái lân đấy là hai cái mặt hàng gọi là rẻ nhất. Cái lân thì ở mình nó hơi chậm. Mình không bán được cái lân nên là mình không lấy. Mình lấy một vài lần nhưng mà nó chậm quá nên mình đã đổi sang sang một dầu Mezan để bán, vì cái nào hàng nào mà chậm quá thì mình sẽ không lấy nhiều về, mà có thể cắt luôn vì hàng nó không ra được, để lâu đát nó sẽ đọng lại nhé các bạn. Thì ở khu vực các bạn nên các bạn cứ đầu tiên thì các bạn cứ nhập một số lượng tất cả các cái queue đi, tất cả queue hàng. Các bạn bán một thời gian cảm thấy cái mặt hàng nào mà nó không thể ra được thị trường thì các bạn có thể rút dần đi, lấy cái số 4 đấy để các bạn ôm vào các cái mặt hàng bán chạy. Như hiện tại ở mình đây, Mezan đoán rất là tốt thì mình sẽ không lấy các cái mặt hàng nó chậm ra, mà mình sẽ để dành cái tiền đấy mình ôm vào cái hàng này để kiếm lợi nhuận. Ví dụ như hiện tại bây giờ giá nó đang chênh lên đấy, thì các bạn có thể, đấy là một cái cách để kiếm lợi nhận từ cái việc bán cái hàng gọi là hàng dẫn của cửa hàng. Mình chỉ ăn cái lượng chênh của giá thị trường thôi, còn không ăn được lãi cao từ nhà phân phối đâu các bạn. Ngoài ra thì bên hãng này còn có một vài cái hãng dầu này cũng rất là bán được cho các cái nhà hàng này, hoặc là các cái tiệm mà làm bánh hoặc rán đấy. Đây là ô chip loại 10 lít, loại 5 lít, vì giá nó dao động rất là rẻ nên là hiện tại bây giờ các mặt hàng đấy đang cháy hàng nha các bạn, không có hàng để lấy. Mình đi sâu vào một chút về cái chương trình trưng bày. Khi mà các bạn muốn bên này làm cho mình cái trưng bày kệ này thì các bạn nhờ bên anh bán hàng ấy, anh nó làm cho mình gọi là, thường thì họ sẽ làm vào đầu năm nên các bạn chú ý nhắc họ để họ làm cho mình cái chương trình trưng bày này nhé các bạn. Vì họ không làm ở giữa năm và cuối năm đâu, mà trong một năm họ sẽ làm cho 8 tháng thôi, họ chỉ làm có 8 tháng thôi. Đấy, trưng bày trong một năm là 8 tháng là khoảng tính ra là khoảng gần 900.000 trong một năm. Là đấy. Chỉ cần một cái đầu kệ như thế này thôi. Ba giấy như thế này là các bạn trong một tháng không biết bán được hay không. Cứ các bạn ký vào cái hợp đồng trưng bày thì họ sẽ trả mỗi tháng trừ vào đơn đặt hàng của các bạn là 110.000 đồng cho từng đơn hàng. Đấy. Thì đấy, mình cũng muốn làm cái video này gửi đến những cái bạn mà chuẩn bị mở hoặc là đang mở mà chưa được làm trưng bày, thì cố gắng để ý dao động vào tháng 2 năm sau thì họ sẽ bắt đầu làm thực hiện lại cái chương trình trưng bày, và đến tháng 11 là hết chương trình nhé các bạn. Thì hôm nay mình cũng vừa được thông báo là đã hết cái chương trình trưng bày của trong năm nay, và mình có làm một vài cái giá để cho các bạn tham khảo. Giá hiện tại nhé các bạn, hiện tại là đang tháng 12 năm 2021 nha các bạn.
Còn bây giờ thị trường thì nó đang giá dầu ăn là tăng rất là cao, nên các bạn chỉ đây là cái giá để các bạn có thể tham khảo thôi nhé, không không phải là giá chính của giá chuẩn của ở khu vực của các bạn đâu, nên là có gì thì các bạn cứ nhập hàng rồi tham khảo giá ở khu vực các bạn để cân đối bán cho nó hợp lý, không bị đắt quá mà không bị rẻ quá nha các bạn. Đấy, mình cũng chia sẻ một chút như vậy. Thì các bạn thấy cái video này hay, ý nghĩa, phù hợp với cái công việc mà các bạn đang đang định hướng, thì nhớ để lại cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé các bạn, để ủng hộ kênh mình sớm đạt được mục tiêu 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào.